Hoàng Hoa Thám, Hùng Thiên Yên Thế và cuộc khởi nghĩa kéo dài 30 năm. Giữa hàng loạt những cuộc khởi nghĩa nổi lên, hưởng ứng phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã nổ ra với bản chất đơn thuần chỉ do những người nông dân lập lên, lãnh đạo nhằm giữ đất, giữ làng, bảo vệ quê hương. Thế nhưng dần dần, ý thức được vận nước nguy nan và sứ mệnh lịch sử của mình, nhà lãnh đạo chính của cuộc khởi nghĩa là Hoàng Hoa Thám cùng với nhiều nghệ sĩ đã làm nên một cuộc chiến kéo dài tới gần 30 năm tại vùng Trung Du Bắc Giang, gây nhiều tổn thất cho thực dân Pháp. Dù kết quả thất bại nhưng với nhiều người, cái tên Hùng Thiên Yên Thế vẫn đời đời bất diệt. Lai lịch bí ẩn. Hầu hết các tài liệu viết về Hoàng Hoa Thám đều cho rằng ông gốc họ Trương, hồi bé tên là Trương Văn Nghĩa, sau đổi thành Trương Văn Thám, quê ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Sau di cư lên Sơn Tây, rồi đến Yên Thế, Bắc Giang. Theo danh nhân Hưng Yên, Hoàng Hoa Thám sinh năm 1845, trong khi nhà nghiên cứu Hoài Nam trong một bài viết đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử cho biết Hoàng Hoa Thám sinh năm 1846, trước khi cải từ họ Trương sang họ Hoàng, ông còn mang họ Đoàn. Cha mẹ Hoàng Hoa Thám là Trương Văn Thận và Lương Thị Minh, sinh thời đều là những người rất trọng nghĩa khí. Họ gia nhập cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Văn Nhàn, Nông Văn Vân ở Sơn Tây. Tuy nhiên, gần đây nhà nghiên cứu Khổng Đức Thiêm trong một bài viết công bố trên tạp chí Xưa và Nay cho biết tên thật của cha Hoàng Hoa Thám là Đoàn Danh Lại, bị bắt giết đem nộp triều đình vào năm Minh Mệnh thứ 17, 1836. Còn theo hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp, cha Hoàng Hoa Thám làm nghề nông ở tỉnh Bắc Giang, sau bị bắt vì có hành động nổi dậy chống Pháp, rồi bị giam và chết ở trong tù. Lúc nhỏ, Hoàng Hoa Thám, 57 tuổi, đã thu nạp được một số nghệ sĩ ở quê để hoạt động. Sau đó, ông gia nhập lực lượng của Trần Quang Soạn, Thương Phúc, cuối cùng được cai kinh phong cho chức Chánh Đề Đốc. Từ đây người ta quen gọi ông với tên là Đề Thám. Hiện nay, tất cả những tranh cãi về thân thế của Hoàng Hoa Thám vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Chỉ biết rằng tất cả chúng ta đã góp phần làm cho ông trở nên bí ẩn trong con mắt của cả người Pháp lẫn nhân dân ta. Để đến nay, khi nhắc tới Hoàng Hoa Thám, người ta thường tôn kính gọi ông bằng cái tên Hùng Thiên Yên Thế. Hùng Thiên Yên Thế. Trước khi trở thành lãnh đạo của Yên Thế, Hoàng Hoa Thám tham gia khởi nghĩa của Đại Trận 1870-1875. Khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, tháng 11 năm 1873, Hoàng Hoa Thám gia nhập nghĩa binh của Trần Xuân Soạn. Khi Pháp chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, tháng 4 năm 1884, ông tham gia khởi nghĩa của Cai Kinh. Cuối năm 1885, ông cùng Bá Phước trở lại Yên Thế Thượng đứng dưới cờ của Lương Văn Nắm, tức Đề Nắm, và trở thành một tướng lĩnh có tài. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế khởi nguồn tại vùng Yên Thế Thượng nay thuộc Bắc Giang. Yên Thế Thượng vào giữa thế kỷ 19 còn là một vùng đất hoang vu chưa được khai phá. Đây là nơi tá túc của nhiều toán giặc khách, nhiều toán thổ phỉ thường xuyên cướp phá các vùng lân cận. Đây cũng là nơi nông dân lưu tán hoặc đang bị truy đuổi đến ẩn náu và sinh sống từ những năm 60-70 của thế kỷ 19. Họ cùng nhau khai phá đất hoang để trồng cây, kiếm lâm sản, sống lẫn lộn với bọn giặc khách, bọn thổ phỉ. Để chống lại ách áp bức, sự truy bắt của chính quyền cũng như chống lại sự cướp bóc tàn phá của giặc cướp, những người nông dân lưu tán đến cư ngụ ở đây đã phải lập những đội vũ trang tự vệ, những làng chiến đấu. Đây được đánh giá là vùng đất thiếu an ninh nhất của Bắc Kỳ lúc bấy giờ. Khi Pháp mở rộng chiếm đóng Bắc Kỳ với cơ tầng biên chế đã có sẵn, tất cả họ đã nhanh chóng nổi dậy đấu tranh để bảo vệ cuộc sống của mình. Giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa 1884-1892, các toán nghĩa quân còn hoạt động riêng lẻ, chưa có sự phối hợp và chỉ huy thống nhất. Mỗi thủ lĩnh cầm đầu một toán quân và làm chủ một vùng. Tới cuối năm 1889, lực lượng của Đề Thám gồm khoảng 500 quân, được huấn luyện chu đáo. Ông liên kết với các lực lượng khác, còn tổ chức đồn điền tại Phủ, Lạng Thương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc Yên và Bắc Giang. Tuy phong trào chưa được thống nhất về một mối, nhưng nghĩa quân vẫn hoạt động có hiệu quả, liên tiếp giành thêm nhiều chiến thắng ở Cao Thượng. Tháng 10 năm 1890, Thung Lũng Hố Chuối tháng 12 1890 và Đồng Hom tháng 2 1892. Đến cuối năm 1891, nghĩa quân đã làm chủ hầu hết vùng Yên Thế, mở rộng hoạt động sang cả Phủ Lạng Thương. Năm 1891, quân Pháp tấn công Hố Chuối, nghĩa quân Đề Thám phải rút lên Đồng Hom. Tranh thủ thời cơ, chúng tiến nhanh vào vùng Nhã Nam, vừa tổ chức các cuộc càn quét, vừa xây dựng các đồn bốt để mà bao vây nghĩa quân.
Nhằm ngăn chặn các cuộc hành quân càn quét của địch, nghĩa quân đã lập một cụm cứ điểm gồm 7 hệ thống công sở phía Bắc Yên Thế do Đề Nắm, Đề Thám, Bá Phước, Đề Tâm, Đề Tuất, Đề Chung tổng tài chỉ huy. Lúc này Đề Nắm là một trong những thủ lĩnh uy tín nhất của nghĩa quân Yên Thế. Tháng 3 năm 1892, Pháp huy động hơn 2.200 quân, bao gồm nhiều binh chủng ào ạt tấn công vào căn cứ nghĩa quân. Do tương quan lực lượng khá chênh lệch, nghĩa quân sau nhiều trận kịch chiến đã phải rút khỏi căn cứ, lực lượng bị suy yếu rõ rệt. Khó khăn ngày càng nhiều, một số thủ lĩnh ra hàng, một số khác hy sinh trong chiến đấu. Tháng 4 1892, Đề Nắm bị thủ hạ sát hại, Đề Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào, tiếp tục hoạt động lập căn cứ ở Yên Thế, danh tiếng vang xa với biệt danh Hùng Thiên Yên Thế. Vừa đánh vừa hòa. Năm 1894, nghĩa quân trở về Yên Thế tiến hành xây dựng lại căn cứ Hố Chuối, đồng thời mở rộng hoạt động ra các vùng thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang. Lúc này, các phong trào Bãi Sậy, Ba Đình cũng như các đội quân kháng chiến của Đốc Ngữ, Đề Kiều đều đã tan rã. Thực dân Pháp có điều kiện tập trung lực lượng đàn áp khởi nghĩa Yên Thế. Tình thế lúc này buộc nghĩa quân phải có đối sách khẩn cấp. Tuy có giành được một số thắng lợi, nhưng lực lượng cũng suy yếu rõ rệt. Trong tình hình đó, Đề Thám thấy cần phải hòa hoãn với Pháp để tranh thủ thời cơ, củng cố lực lượng. Ngày 17 tháng 9 1894, quân Yên Thế bắt cóc Chesney, biên tập viên tờ Avenir du Tonkin. Tháng 10 1894, cuộc thương lượng giữa nghĩa quân Yên Thế và thực dân Pháp kết thúc. Theo đó, Pháp trả tiền chuộc, rút khỏi Yên Thế và để Đề Thám kiểm soát 4 tổng, Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lễ và Hữu Thượng, với quyền thu thuế trong 3 năm. Nhưng ngay khi chuộc được người, Pháp bội ước, huy động hàng ngàn quân có Đại Bác yểm trợ, mở những cuộc tấn công trên quy mô lớn vào Yên Thế, treo giải thưởng 30.000 franc cho kẻ nào bắt được Đề Thám. Năm 1895, Pháp đưa một pháo thuyền chở quân lên uy hiếp buộc Đề Thám đầu hàng, nhưng nghĩa quân đã chống đỡ quyết liệt. Để tránh những cuộc đụng độ lớn, Đề Thám chủ trương chia nghĩa quân thành những toán nhỏ phân tán hoạt động trong rừng và ở các làng mạc. Nghĩa quân phải di chuyển hoạt động trong 4 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phúc Yên. Trước sự truy lùng và vây quét ráo riết của quân Pháp, nghĩa quân ngày càng suy yếu. Để bảo toàn lực lượng, Đề Thám lại xin giảng hòa với Pháp lần thứ hai. Thực dân Pháp lúc này cũng muốn chấm dứt xung đột để tiến hành khai thác thuộc địa. Vì vậy, tháng 12 1897, hiệp ước hòa hoãn giữa thực dân Pháp và nghĩa quân Đề Thám đã được ký kết với những điều kiện ràng buộc chặt chẽ hơn. Nghĩa quân phải nộp cho Pháp tất cả vũ khí và phải bãi binh. Đề Thám bề ngoài tỏ ra phục tùng nhưng bên trong vẫn ngầm củng cố lực lượng. Ông đã khôi phục những toán quân còn sót lại tại Yên Thế và các vùng xung quanh rồi tiếp tục hoạt động. So với giai đoạn trước, số lượng nghĩa quân tuy có giảm xuống nhưng địa bàn hoạt động lại mở rộng hơn từ Trung Du đến Đồng Bằng kể cả vùng Hà Nội. Trong suốt 11 năm đình chiến tiếp theo, nghĩa quân Yên Thế vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Đề Thám tổ chức ra đảng Nghĩa Hưng và Trung Châu Ứng Nghĩa Đạo làm đồng cốt, đồng thời mở rộng quan hệ giao tiếp với các nhà yêu nước ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Hai lần đón tiếp nhà yêu nước Phan Bội Châu. Giữa năm 1906, Phan Chu Trinh cũng lên Yên Thế gặp Đề Thám. Tôn Trung Sơn khi ghé vào xứ Bắc Kỳ năm 1907 cũng đã tìm hiểu tình hình và từng đến Yên Thế. Đề Thám còn lập một căn cứ gọi là Đồn Tú Nghệ dành cho các nghệ sĩ miền Trung ra huấn luyện quân sự. Pháp cũng tỏ ra đề phòng với một kẻ cứ đánh rồi lại hòa như Hoàng Hoa Thám. Chúng đã ráo riết lập đồn bốt mở đường giao thông, tạo mọi điều kiện cần thiết để đánh dứt điểm căn cứ nghĩa quân Yên Thế. Nghĩa quân thấy thế nên tổ chức phản kích theo kiểu ném đá giấu tay ở một số nơi. Năm 1908, Đề Thám chỉ đạo một số cuộc nổi dậy của lính Khố Xanh tại Bắc Ninh, Nam Định và Nhã Nam. Hà Thành đầu độc, khúc ca bi tráng của những người lính Việt. Nghĩa quân đã cử Hoàng Điển Ân, nhà nho và mưu sĩ lão luyện phụ trách việc xây dựng đảng Nghĩa Hưng tại Hà Nội và các hội phương tại các tỉnh. Họ nhanh chóng móc nối với các sĩ phu yêu nước đội lốt, thầy bói, thầy tướng để đi vào các đền thờ, thực hiện bói toán cầu cơ, xen lòng với việc tuyên truyền. Cứ thế, nghĩa quân đã tạo được mối quan hệ với một số binh lính thuộc pháo đội công vụ, trung đoàn 4 pháo binh. Nhiều cuộc họp bí mật đã diễn ra, chọn ra và tổ chức các nhân vật nội ứng cho một cuộc khởi nghĩa tại nhà thầy tướng Nguyễn Văn Phúc ở phố Hàng Buồm và nhà 20 phố Cửa Nam. Thế nhưng do việc không kín, phía Pháp đã nhận được một thư nặc danh nói rằng có âm mưu binh biến ở Hà Nội mà những kẻ cầm đầu phần nhiều thuộc pháo đội công vụ. Thống sứ Bắc Kỳ đã ra lệnh mở cuộc điều tra công khai. Thấy bị động, tất cả đồng ý hành động gấp rút, nếu không sẽ bị bắt hết.
Lực lượng làm binh biến là các bùi bếp và binh lính người Việt, lính khố đỏ, thuộc trung đội công dân pháo thủ Hà Nội nằm trong trung đoàn pháo binh bảo vệ thành Hà Nội của Pháp, tất cả có trên 10 người. Nhóm có nhiệm vụ nội ứng bên trong sẽ đầu độc 2.000 binh lính Pháp thuộc hai trung đoàn pháo binh và bộ binh đóng trong thành Hà Nội, rồi bắn pháo hiệu làm hiệu lệnh tiến công cho các cánh quân đánh vào thành. Trong bữa tối khoảng 20 giờ ngày 27 tháng 6 1908, 125 tên Pháp thuộc trung đoàn 4 pháo binh và 80 tên khác thuộc trung đoàn 9 bộ binh thuộc địa được cho ăn cà độc dược, bị trúng độc và bất tỉnh. Tuy nhiên, có một người đã phản bội báo tin cho quân Pháp. Quân Pháp đã báo động toàn thành và toàn bộ lính người Việt trong thành tham gia khởi nghĩa đã bị tước vũ khí và bị bắt giam. Cả ba cánh quân ngoại hợp chờ mãi không thấy hiệu lệnh tiến công như đã hẹn, biết rằng chuyện đã bại lộ. Hoàng Hoa Thám lệnh cho nghĩa quân khẩn trương rút ra ngoài. Ngày hôm sau, Pháp đem ra xử và khép tội tử hình đối với 13 binh lính và bồi bếp người Việt. Số lính Pháp thì không có ai thiệt mạng vì độc dược này. Thực dân Pháp còn coi cuộc hành hình là một dịp để răn đe những ai có ý định chống lại sự bảo hộ của chúng. Cảnh tượng các nhà yêu nước bị xử chém rồi bị bêu đầu được chúng chụp lại như một chiến lợi phẩm để công khai đe dọa nhân dân ta. Cảm phục trước sự hy sinh của những trang nghĩa hiệp, tháng 10 1909, Phan Bội Châu đã hoàn thành tác phẩm Truyện Các Liệt Sĩ Hà Thành. Mấy năm sau, những câu chuyện do Phan Bội Châu kể lại được dân gian chuyển thành bài thơ lục bát Hà Thành Đầu Độc 1908. Nay ta quen gọi là bài ca về vụ Hà Thành Đầu Độc, Hà Thành Đầu Độc Ca. Cuối đời không rõ tung tích. Người Pháp đã củng cố được lý do để thực hiện được một cuộc tấn công lớn vào Yên Thế, tiêu diệt Hoàng Hoa Thám cùng toàn bộ nghĩa quân. Ngày 29 tháng 1, 1909, Pháp huy động khoảng 15.000 quân, ao ạt tấn công vào Yên Thế. Nghĩa quân vừa chống đỡ, vừa chuyển dần xuống Phúc Yên, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, rồi rút sang Tam Đảo, Thái Nguyên. Trên đường di chuyển, họ vẫn tổ chức đánh trả quyết liệt, điển hình là trận chặn nhặt ở Đồn Hòm, Yên Thế, tháng 1 năm 1909, trận núi Hàm Lợn ở Tam Đảo, Phúc Yên, tháng 3 1909. Trước các cuộc vây quét tiêu diệt các cao của quân Pháp, lực lượng nghĩa quân ngày càng giảm sút. Đến cuối 1909, hầu hết các tướng lĩnh đã hy sinh hoặc sa vào tay giặc, có một số người ra hàng. Từ 29 tháng 1 tới 11 tháng 11-1909, quân Đề Thám thua 11 trận quan trọng, bị quân Pháp vây hãm tại Yên Thế. Hầu hết thành viên trong gia đình cả bên nội ngoại của ông đều bị bắt, bị quản thúc và tứ tán đi khắp nơi. Phong trào coi như đã thất bại về cơ bản. Khởi nghĩa Yên Thế chấm dứt vào năm 1913, có những giả thiết khác nhau về cái chết của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. Trong những ngày cuối cùng, lực lượng ngày càng mỏng, Đề Thám chỉ còn vài thủ hạ bảo vệ bên cạnh và liên tục phải di chuyển. Khi ông tới vùng Hố Lẫy, người Pháp đã bố trí 3 người đến hạ sát ông cùng 2 thủ hạ vào ngày 10 tháng 2 năm 1913. Sau đó, mang thủ cấp ra bêu phủ đường Yên Thế để thị uy dân chúng. Tuy nhiên, có ý kiến nghi ngờ về giả thiết này, cho rằng đó không phải là thủ cấp của Hoàng Hoa Thám. Hiện đang có giả thiết cho rằng Hoàng Hoa Thám chạy trốn và sống ẩn dật những ngày cuối đời, cuối cùng chết vì bệnh tật. Chính vì thế, công cuộc truy tìm mộ phần của ông đã được cả chính quyền Pháp lẫn Việt Nam xúc tiến trong nhiều năm. Một sĩ quan Pháp đã bỏ nhiều năm đi tìm, và năm 1944, ông đã tìm thấy một ngôi mộ được cho là của Hoàng Hoa Thám nằm tại đồi Ngô thuộc cánh đồng Hữu Phúc. Năm 1991, ở xóm Tân Lập, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, người dân phát hiện một phần mộ. Trong các di vật có một bài thơ chữ Hán viết trên giấy khổ, nội dung tạm dịch là: cơ nghĩa bao năm nay lỡ vận, hậu thế nghìn năm ai biết không, yên ngựa nghĩ vào đây lòng đất, thế sự Hoàng Hoa ai biết chăng. Theo những người dân, Lý Loan vốn là bạn thân của Hoàng Hoa Thám đã viết bài thơ này. Theo đó, Hoàng Hoa Thám bị thất trận, đã chạy về ẩn náu trong nhà của Lý Loan. Khi ông mất, Lý Loan chỉ dám làm mộ thấp vì sợ giặc Pháp biết sẽ đào mộ lên. Vì tiếc cho sự nghiệp còn dang dở của bạn, cho nên Lý Loan đã làm bài thơ trên và chôn cùng với Đề Thám. Năm 2004, người dân trong thôn đã gom góp tiền xây dựng một ngôi đền cạnh mộ. Tuy nhiên, đây có đúng là ngôi mộ Hoàng Hoa Thám hay không thì vẫn chưa có lời khẳng định chính xác. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.